Xin chào tất cả các bạn, là Minh đây. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Và sáng nay mình đã đến một cái cửa hàng phô mai. Và mình đã kiếm được một loại phô mai rất là đặc biệt. Đó chính là blue cheese. Các bạn ơi, khi nói về blue cheese thì có rất là nhiều tín đồ mà nghĩ đến phô mai đó. Thì các bạn rất là nhanh mặt bởi vì một loại phô mai nó rất là hôi. Các bạn hay dùng từ nó rất là khắm và rất là khó ăn. Nhưng một khi các bạn nào đã biết ăn phô mai blue cheese rồi thì các bạn sẽ rất là thích, bởi vì cái mùi vị đặc trưng của nó. Nó vừa béo nè, nó vừa mặn mặn nè. Và cái mùi nấm mốc á, nó sẽ tạo nên một cái hương vị rất là đặc biệt. Các bạn biết vì sao những cái nấm mốc như thế này nè, các bạn nhìn thấy không? Đó, nó xen lẫn vào bên trong cái phô mai như thế này. Đó, khi mà người ta làm phô mai thành bánh rồi đó thì người ta sẽ dùng những cái thanh gỗ bằng đồng đó các bạn, thanh bằng đồng, và người ta sẽ xiên vào bên trong, trực tiếp vào bên trong những cái bánh phô mai. Và khi mà họ xiên như vậy thì sẽ tạo điều kiện cho những cái nấm mốc này, nó hoàn toàn là tự nhiên nha các bạn. Nấm mốc này nó sẽ sinh trưởng ở bên trong đó, và khi mà cắt ra thì nó sẽ như thế này đó. Và với cái tính chất của cái phô mai Gorgonzola này thì như các bạn biết là blue cheese đó là chỉ là một cái nhóm cheese thôi, và cái phô mai này có tên là Gorgonzola. Nó là một trong những cái phô mai mà được làm tại cái vùng Đông Bắc và rất là nổi tiếng của vùng Đông Bắc của Ý. Cái vùng này gọi là Lodi, nó cách nhà mình chỉ có vài km thôi, và mình rất là yêu thích cái loại phô mai này. Vậy thì cái loại rượu vang nào mà có thể đi với phô mai này là the best? Các bạn hãy theo mình vào trong hầm rượu nhà mình để mình cùng lựa chọn nhé. Các bạn ơi, bây giờ mời các bạn đi theo mình vào trong hầm rượu và chúng ta sẽ lựa chọn một cái chai rượu vang mà chúng ta có thể match được với lại cái Gorgonzola này nhé. Xin mời. Các bạn ơi, đây là một trong những cái hầm rượu ở nhà mình. Và cái hầm rượu này rất là gần với lại cái bếp ăn nhà mình, và rất là thuận tiện bởi vì mỗi lần mà ăn thì mình có thể lựa chọn những cái chai rượu mà có thể matching với lại food được. Thì để coi hôm nay mình sẽ dùng loại rượu nào nhé. Ở đây thì các dòng rượu mặn này, rượu ngọt này, rượu trắng, rượu đỏ. Trên này thì các dòng fortified wine. Để coi có chai này, chai sherry nè. Ồ, chai này là một chai gin nè. Echo. Mình nghĩ chai này thật là perfect. Các bạn ơi, đây là một cái chai Porto. Và các bạn nhìn vintage nè. Vintage này là năm 1952. Đây là năm sinh của bác Giuseppe Vaccarini, là bà của mình đó. Và cái chai này bác được tặng trong dịp sinh nhật. Và hôm nay chúng ta sẽ thử cái chai này và thử xem coi là nó có thể match với lại Gorgonzola được hay không nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi nào. Các bạn ơi, trên tay của mình đây chính là chai Porto. Porto là một trong những dòng fortified wine, có nghĩa là vang, rượu vang cao độ. Tức là sao? Tức là trong khi mà cái quá trình lên men của rượu vang á, thì người ta ép thêm cái rượu brandy. Brandy là một loại rượu mạnh được làm từ, được chưng cất từ rượu vang. Và khi ép vào như vậy thì nó làm stop cái quá trình lên men. Thì cái lượng đường ở bên trong cái rượu vang nó vẫn còn, do đó là thông thường Porto thì nó sẽ ngọt và có nồng độ cồn hơi cao. Hôm nay chúng ta sẽ thử cái chai rượu Porto này nhé. Chai này năm 1952, rất là lâu rồi đó các bạn ạ. Cái chai này thì giá thành của nó cũng rất là cao nhé. Theo mình được biết thì nó tầm khoảng 1.000 euro trở lên đó. Chúng ta sẽ cùng nhau rót cái chai này và thử chai này nhé. Ngoài cái nắp của nó, các bạn nhìn này, cái nắp của nó cũng rất là vintage luôn các bạn ạ. Bởi vì nó rất là cũ rồi, nó rất là mềm luôn. Rất là mềm. Mùi thơm của rượu vẫn rất là còn, rất là nồng nàn luôn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thử nhé. Wow, các bạn hãy để ý cái màu sắc của rượu này. Màu sắc của rượu vô cùng là vintage. Cái màu này á, là cái màu hậu phát mà đã chuyển sang cam rồi. Và bên trong này thì rượu nó không có được, nó hơi bị
lẫn cận những cái sediment, và những cái sediment này chính là những cái chất tannin ở bên trong rượu vang, và qua một cái quá trình lâu dài thì nó sẽ có những cái lẫn cận này, và những cái lẫn cận này là hoàn toàn vô hại nha các bạn. Điều này chứng tỏ là rượu vang được làm một cách rất là tự nhiên, không có những cái chất nào, hóa chất nào hay là cái chemical nào hết. Mình cảm nhận rõ được cái mùi của Nocciola, mùi hạt dẻ nè, mùi của các loại hoa quả khô nè. Rõ nhất là trái mơ, apricot nè, trái sung nè. Vị rất là béo các bạn. Vị ngọt, béo, rất là thơm. Thơm nhưng mà thơm theo kiểu không phải là sốc lên trên mũi, mà nó chứ rất là sang trọng, rất là mượt mà. Bây giờ mình thử nha. Wow. Độ acidity có nè, độ ngọt có nè. Cái hậu vị rất là dài. Hậu vị rất là dài, đẩy đi rất là xa. Và cảm nhận được là rượu nó đã có một cái độ tuổi nhất định rồi các bạn. Bởi vì năm 1952 thì đã hơn 60 năm rồi đúng không? Và rượu nó đã giống như là một ông già rồi. Nhưng mà đây là một ông già rất là chững chạc, giống như là gừng càng già càng cay đó. Đây là một cái chai rượu mà nó đã có cái tuổi đời rất là già. Và cái vị rượu cũng vậy, nó cực kỳ là elegant luôn các bạn. Rất là smooth ở trong miệng luôn. Bây giờ mình sẽ sang match nó với lại blue cheese nhé. Các bạn ơi, với cái blue cheese này á, thì các bạn thấy là khi các bạn mua về thì họ sẽ cắt ra miếng như thế này. Thì cái cách mà chúng ta sẽ cắt là như thế nào? Chúng ta sẽ cắt như thế này, từng miếng một như thế này. Đó, cắt đến đâu, ăn đến đâu thì chúng ta sẽ cắt tới đó. Và khi mà gần sát đến cái phần này rồi thì các bạn sẽ cắt nó như thế này. Đó, các bạn nhớ nha, mình nói lại nha. Các bạn ăn đến đâu thì các bạn sẽ cắt tới đó, và các bạn sẽ cắt tuần tự như thế này. Được chưa? Khi mà các bạn cắt lên đến gần tới đây rồi thì các bạn sẽ cắt như thế này. Các bạn nhớ nha, bây giờ mình sẽ cắt này. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn ạ. Rồi. Tên. Rồi, có một cái chi tiết mà mình muốn nhắc các bạn đó là gì? Chúng ta không nên ăn phô mai trực tiếp. Tức là có nghĩa là khi ăn với lại phô mai á, thì thông thường chúng ta sẽ ăn với lại bánh mì. Và có một số bạn thì thích ăn với lại mật ong, thích ăn với lại mứt, thích ăn với lại các loại hoa quả khô. Nhưng đối với bản thân mình thì mình thích ăn phô mai với lại bánh mì thôi. Bởi vì nó sẽ làm cho tất cả cái hương và vị của phô mai được cảm nhận rõ nhất ở trong cái miệng của chúng ta. Đó, bây giờ mình sẽ quét một cái miếng gorgonzola lên bánh mì nhé. Mùi thơm, rất là béo ngậy các bạn. Những bạn nào mà mới biết đến cái phô mai này á, thì có thể là rất là khó ngửi. Nhưng mà một khi đã biết ăn rồi thì các bạn sẽ nghiện luôn. Rất là thơm, mình thử nha. Cái tinh bột ở bên trong bánh mì các bạn, nó giúp cho hòa quyện với lại cái độ béo ngậy nè, cân bằng cái độ muối ở bên trong phô mai nè, và đặc biệt là cái mùi thơm đặc trưng của cái gorgonzola này, nó đi hòa quyện bên trong cái vỏ miệng, và cái độ béo của phô mai nó không làm cho cái miệng mình nó bị khó chịu. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ thử rượu nhé. Perfect. Phải dùng từ là hoàn hảo luôn các bạn. Bởi vì sao? Cái nồng độ cồn của rượu nè, và cái độ ngọt của rượu nè, cũng như là cái elegant của cái hậu vị, nó làm cho cái phô mai này đẩy đi rất là xa. Và quan trọng là bên trong miệng của bạn không có một cái cảm giác nào khó chịu. Và cái vị, cái hương thơm của rượu, cũng như là cái vị và hương thơm của phô mai và bánh mì, nó hòa quyện perfect ở trong cái vỏ miệng luôn. Không có vị nào lấn át vị nào. Phải nói là
cực kỳ perfect. Nghiền quá. Bởi vậy làm sao mà mọi người hay nói mà Gorgonzola và Porto là một cặp bài trùng, là một thanh mai trúc mã các bạn ạ, cực kỳ là perfect luôn. Ngon quá các bạn ạ, cực kỳ là đẩy hậu vị luôn. Có một điều mình thích nhất đó chính là gì? Sau khi mà mình kết hợp chúng rồi, ăn phô mai vào rồi, uống rượu vào rồi, thì tất cả những cái vị này nó hòa quyện ở bên trong miệng và nó lưu lại rất là lâu. Và tuy nhiên nó không làm cho miệng của mình nó bị khó chịu bởi cái mùi nặng mùi của cái phô mai này. Đó chính là cái điều đặc biệt khi mà kết hợp Gorgonzola với lại cái rượu Porto này. Các bạn thân mến, hy vọng là cái video clip này sẽ mang đến cho các bạn một cái sự thú vị. Và các bạn hãy thử Blue Cheese, Gorgonzola với lại Porto để xem là cái cảm nhận và cái vị có đúng giống như là mình nói hay không nhé. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.